thì mình nấu bữa sáng cho Sóc nhà mình. Và hôm nay Sóc nhà mình sẽ ăn cháo tôm và rau rừng Nhật. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn là hai con tôm, mình bóc vỏ và mình lấy cái phần ruột tôm ra. Rau rền mình đã nhặt và rửa sạch. Cháo, một chén cháo thì mình đã dây sẵn. Bây giờ thì mình sẽ mang tôm và rau rền đi mình băm nhỏ nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ về phương pháp ăn của Sóc nhà mình. Sóc nhà mình thì từ lúc bắt đầu tập ăn thì mình cũng cho hướng cho bé là ăn dặm kiểu Nhật, nhưng mà cũng qua một số cái món ăn rồi rất là nhiều thứ thì và không có thời gian nữa, nên là mình cũng kết hợp cho bé ăn BLV cộng với ăn dặm kiểu Nhật là theo kiểu truyền thống này luôn, chứ đôi khi là mình thấy là các bé ăn dặm thì hầu như các mẹ đều không có thời gian để làm rất nếu mà ăn dặm theo kiểu Nhật thì rất là nhiều món mà mình làm nhiều ra và bé không ăn được á, bé không ăn hết hoặc là ấy thì rất là phí, mà mẹ thì lại không có thời gian, nên mình quyết định là mình sẽ cho bé ăn kết hợp và vẫn ăn đồ thô và ăn kèm với cháo. Bây giờ thì mình sẽ đi bằm tôm và rau ra để mình nấu cháo cho bé nhé. Đây là mình đã bằm nhỏ, bằm nhuyễn ra cái tôm và cái rau rền rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi nấu cháo cho bé nhé. Sau khi mình bằm nhuyễn tôm và rau rau rền của mình vào, mình cho vào một xíu nước thì mình tán cái tôm của mình thì nó sẽ không bị vón cục, và đối với các bé mà mới có 7-8 tháng, các bé chưa ăn được đồ thô nhiều thì mình làm cách đó thì tôm của mình nó sẽ không bị vón cục và các bé ăn sẽ không bị hấp. Còn nếu mà các mẹ cũng có thể mang tôm của mình đi, mình băm một chút hành tím, mình phi lên và mình cho tôm vào, mình xào cho tôm nó săn lại. Thì các mẹ có thể thử nhiều cách xem bé nhà mình thích ăn kiểu như thế nào nhé. Còn đối với bé nhà mình thì mình cho bé ăn đa dạng để bé không làm biếng ăn. Và bé ăn, cái quan trọng là mình rất sợ bé nhà mình kén ăn, nên là mình cho bé ăn đa dạng rất là nhiều thứ. Đây, cháo sôi lên thì mình sẽ cho cái phần tôm mình đã dầm sẵn, mình sẽ cho vào. Giống với cái cháo mà người ta bán
chưa được 8 tháng nhưng mà bị bi bo thì rất là nói rất là nhiều, muốn nói gì. Ở đây các mẹ mình đã vừa hoàn thành xong món cháo tôm nấu với rau gì Nhật nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những món ăn mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.